Chào các bác nhá, shop online Tân Ánh Ngọc Ánh chào toàn thể anh em nhá. Như các bác thấy này, xào gác cu, xào treo chim, hàng về rất là nhiều nhá, để phục vụ các bác nhá. Số lượng hàng rất là nhiều. Hôm nay tôi làm clip này để giới thiệu cho các bác chi tiết về cái xào gác chim, xào gác cu, xào treo chim nhá, về phụ kiện này, về giá thành này, về chủng loại để các bác nắm được nhá. Đây, đầu tiên về các loại xào thì nó sẽ có cho mình mẫu xào 3m này. Cái mẫu xào ngắn nhất nhé các bác nhé. Mẫu xào ngắn nhất đó là mẫu xào 3m. Mẫu xào 3m này nha, mẫu xào 3m. Xong tới mẫu xào 4m nhé các bác nhé. Đây, như cây này nó là cây 3m này. Cây 3m các bác nhé. Cây 3m. Xong tiếp theo là cây 4m này. Và cây 5m này. Và cây 6m. Và cây 6m nhé. Cây 6m là cây này. Thì bây giờ để lựa chọn cái xào phù hợp để các bác chơi nhé. Lựa chọn cái xào phù hợp để các bác chơi ấy, thì nó là anh em bình thường mà cái xào 5m, xào 6m này thì anh em thường hay đi gác cu cần cao nhé. Và trong mục đích sử dụng là nhiều khi là cần phải giật cành. Giật cành thì anh em đòi hỏi cái xào chắc chắn, xào chắc chắn nhá. Thì đối với hai cái mẫu này 5m và 6m này thì shop sẽ làm cái loại hàng xào dày. Xào dày 1 ly 2, 1 ly 2 các bác nhá. Nói là 1 ly 2 ở đây ấy, thì thực ra là nó không đủ chính xác 1 ly 2 đâu, nhưng mà nhà sản xuất nó thông báo là 1 ly 2, nó khoảng 1 ly thôi. Thì nói chung nó là hàng xào dày, chắc chắn cho các bác giật cành thoải mái luôn. Đó là cái mẫu 5m và mẫu 6m. Thế còn cái mẫu 4m. Mẫu 4m là mẫu này nhá, là hai cây này, là hai cây 4m thì sẽ có cả cho các bác loại dày và loại mỏng. Thế còn 3m, cái mẫu 3m ấy thì chỉ có loại mỏng thôi các bác nhá. Tại vì cái hàng 3m này là hàng nhỏ thì anh em chủ yếu là chơi chào mào, chơi khuyên thì treo những đồng nhỏ mà không có cái nhu cầu là giật cành thì không cần phải độ chắc, thì càng mỏng bao nhiêu thì càng nhẹ bấy nhiêu, di chuyển nó càng tốt nhá. Thế còn cái mẫu 4m này thì anh em cũng dùng đi bẫy chào mào, bẫy khuyên đấy. Thì một số anh em là không cần dùng giật cành ấy thì là lấy cái mẫu mỏng để cho nó nhẹ thì sẽ có mẫu mỏng nhé. Thế còn anh em nào mà muốn cái mẫu dày chắc chắn thì sẽ có cái mẫu dày. Thế còn đối với cái xào 5m và xào 6m này, dày mỏng như nào thì các bác cứ phân biệt theo cái trọng lượng của nó nhé. Phân biệt theo trọng lượng của nó. Ví dụ như tôi cân cái cây, tôi cân cái xào 6m này đi. Đấy, cân cái xào 6m này các bác nhé. Cái xào 6m này nếu mà hàng dày ấy thì nó sẽ đạt là 1 cân 9. Đấy, cân 9 gần 2 cân nhá. Cân 9 2 cân. Thế đối với cái hàng mỏng thì nó chỉ đạt được khoảng cân rưỡi thôi. Đấy, cân 4 cân rưỡi thôi. Thế còn đối với cái xào 5m mà hàng dày nhá. Xào 5m hàng dày thì nó sẽ đạt cho các bác là đây này, cây này cây 5m nhá. Đây mấy hàng dày thì nó sẽ đạt cho các bác là 1 cân 6 nhá, 1 cân 6 các bác nhá. Đấy, 1 cân 6 là cái hàng dày 5m. Thế còn hàng 4m. Hàng 4m, đây là cái 5m này. Thế còn hàng 4m mà hàng dày nhá. Các bác cái hàng dày này, hàng này. Hàng dày này. Đấy, cây 4m dày này thì nó sẽ đạt cho các bác là 1 cân 2. Đây là 1 cân 2 nhá các bác nhé, 1 cân 2. Thế còn nếu mà hàng mỏng thì nó sẽ chưa tới 1 cân đâu. Nó chỉ là vài trăm gram thôi. Đây hàng mỏng đây. Nhà tôi để lại nhé. Cái hàng mỏng đây này. Hàng mỏng thì xem nào để nó đạt bao nhiêu nào. Hàng mỏng nó chỉ đạt cho các bác là 8 lạng thôi, 800g này nhé. Đấy thì các bác cứ căn cứ theo cái khối lượng để các bác biết được rằng là nó là xào dày hay là xào mỏng nhé. Xào dày hay xào mỏng nhé các bác nhé. Thế còn về chi tiết về cái xào này để tôi sẽ nói rõ hơn cho các bác nắm được nhé. Đối với xào đây nhé. Đối với xào 6m thì là sẽ có 5 khúc các bác nhé. 5 khúc này. 1, 2, 3, 4, 5 khúc. Xào 5m cũng có 5 khúc các bác nhé. Xào 5m cũng sẽ có 5 khúc rồi các bác. Còn xào 4m thì sẽ có 3 khúc. Xào 4m là 4 khúc các bác nhé. Xin lỗi. Đây, xào 4m là 4 khúc. Xào 4m là 4 khúc này. 1 này, 2 này, 3 này. Và khúc trên cùng là khúc thứ 4. Thế còn xào 3m thì sẽ là có 3 khúc các bác nhé. Xào 3m là có 3 khúc. 1, 2, 3.
đối với cái đầu sào này, trên đỉnh đầu này nhá, đỉnh đầu này, thì cái sào nào cũng có cái con ốc 8 ly, 8 ly. Thì đối với cái mẫu sào 6 mét, mẫu sào 6 mét nhá, mẫu sào 6 mét thì trên đỉnh ốc này này, nó sẽ có hai con ly về cho các bác, hai con ly về cho các bác. Đấy, sào 6 mét chỉ có mẫu 6 mét dày mới có hai con ly về này thôi nhá, hai về này. Thế còn cái mẫu 5 mét dày, 5 mét dày này thì cũng có một con thôi. Đấy, còn lại là nói chung là những mẫu còn lại thì sẽ chỉ có một con IV8 thôi. Con IV8 là trên cái đầu dưới rèn này này. Đối với cái mẫu 6 mét ấy thì nó sẽ có cho các bác là hai con nhá. Thì đây là cụ thể về cái sào nhá. Thế để các bác nắm được giá thì tôi cũng công bố luôn cho các bác nắm được giá của nó nhá. Nắm được giá của nó. Đối với cây sào 6 mét nhá, tôi báo giá được cây sào 6 mét. Giá này là giá đã bao ship các bác nhá. Giá đã bao ship đi toàn quốc, cây sào 6 mét là 380.000. Các bác lưu ý là tôi báo giá đây là giá cây sào không thôi. Giá cây sào không như này này, chưa có phụ kiện nha các bác nhá. Đấy, cái này là nó nặng tiền phí rất là cao nên nó là 380.000. Thế còn các mẫu khác nếu mà là mẫu dày thì nó sẽ giảm đi chênh nhau là 50.000. Thì tương tự như vậy thì đối với mẫu 5 mét thì nó sẽ là cái kia là 380, thì cái này là 330.000 các bác nhé. Nhưng mà tôi vẫn thường thường đấy các bác là 320 cho cái mẫu sào 5 mét dày. Đấy. Thế còn đối với cái sào 4 mét, mẫu sào 4 mét thì sẽ là 280 nhá các bác nhé, 280.000 cho cái mẫu sào 4 mét. Đấy. 4 mét dày ấy là 280.000. Thế còn 4 mét mỏng, 4 mét mỏng thì lại chỉ có 200.000 các bác nhé. 4 mét mỏng là 200.000. Thế còn 3 mét mỏng, 3 mét thì chỉ có mẫu duy nhất là mẫu mỏng thì là 180.000 các bác nhé. Đấy, các bác nghe kỹ giúp tôi. Sào 3 mét là 180.000. Thế còn phụ kiện mua thêm, phụ kiện mua thêm, phụ kiện mua thêm đây là khi các bác mua theo cái sào ấy nhé, mua theo sào. Ví dụ như cái áo sào chẳng hạn này. Đấy, mua theo sào thì nó sẽ không phải chịu phí ship, thì tính theo đúng cái giá, giá gốc gọi là cái giá đi nhập hộ các bác thôi, làm hộ các bác thôi. Đây cái giá sào, cái áo sào này, cái áo sào này sẽ là 40.000. Đấy, 40.000. Đối với cái áo sào đợt hàng này ấy, thì hàng rất là đẹp nhá, hàng rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Vải ngụy trang dày dặn, cái đai cũng chắc chắn, và cái đai đợt này là được cải tiến là may xuống thấp phía dưới, thì các bác đưa cái sào lên, các bác đeo lên vai ấy nhá, các bác đeo lên vai thì nó sẽ không bị bành đầu, không bị bành đầu như cái mẫu kia, mẫu này là sẽ ngon lành hơn. Thế còn cái móc treo, cái móc treo chim, móc treo đồng chim nhá các bác nhá. Đây là cái móc treo đồng chim này, mà các bác mua theo cái sào ấy thì nó sẽ là 20.000. Cái này là tôi phải đi đặt thợ Hàn họ làm cho, chứ ngày xưa tôi tự tay làm được thì tính các bác 10.000. Bây giờ tôi không làm được thì đi mua về thì là tính là 20.000. Đấy, 20.000 cả tiền công cả tiền sắt thép đấy, 20.000 cái móc này các bác nhá, 20.000 cái móc này. Thế còn về câu niêm, về câu niêm nhá, thì cái lô hàng câu niêm thép mà được rèn qua nửa đánh ấy thì nó không còn nữa. Thì sang cái đợt hàng này thì sẽ có gọi là hàng câu niêm bằng inox nhá, câu niêm bằng inox các bác nhá. Câu niêm bằng inox này ấy, nó được cắt từ miếng tôn, miếng tôn inox dày 2 ly. Nó là dày 2 ly, thực chất thì nó là dày 1 ly 8 là đúng nhất, hàng gọi là 2 ly thiếu đấy. Miếng tôn inox nhá, được cắt thành một khối như này, nguyên một miếng cắt ra như này và mài cho lưỡi nó bén đi, hàn bằng inox 8 ly. Có cái vòng tròn để cho các bác treo lồng chim. Đấy. Thì cái câu niêm này giá thì vẫn bằng câu niêm kia thôi, 120.000 nhá. 120.000. Nhưng nó là câu niêm chất liệu bằng inox. Chất liệu inox, và chất liệu inox này gọi là chất liệu inox nhiễm, có nghĩa là các bác có bắt nâm châm vào nó vẫn hít nhưng mà nó sẽ không bị dỉ, không bị dỉ nhá. Đấy, đây là cái cụ thể về cái sào treo chim và các mẫu sào này. Hình thức của các mẫu sào này, giá cả cụ thể này để các bác nắm được, các bác liên hệ trực tiếp với các số điện thoại ở bên dưới màn hình để các bác đặt hàng nhá. Hàng thì ship đi toàn quốc, số lượng thì rất là nhiều, ship COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng nhá. Sào và phụ kiện, đấy, sào và phụ kiện. Bao này là cái bao áo đeo sào này, áo đựng sào này. Nói chung là để đảm bảo cho các bác cái giá tốt nhất thì shop luôn luôn kinh doanh với số lượng nhiều. Đấy, sào các cụ đủ các loại nhá. Đấy, các bác nắm được nhá. Rồi, mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau nhá.